Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một con game vừa mới ra mắt, đó chính là con Liên Minh Pháp Sư. Đây là cái giao diện của game. Đây là một màn hình dọc nha, anh em biết rồi, đây là một dòng game thuộc thể loại Idle AFK. Đây là những cái đầu, cái kiểu như là cốt truyện đầu game thôi. Đó, ok, chắc chắn là sẽ có PK rồi, vận tải. À, chúng ta sẽ có đội hình 5 tướng các bạn, đội hình 5 tướng thì cho các bạn sắp xếp vào đây, 5 vị trí. Chúng ta sẽ phải kiếm thêm tướng để bỏ vào cái slot này. Cái gì đây? Hero đầy năng lượng, à kiểu nộ ấy. À, con bé bắn đi. Cái này nó đang bị ngưng cái auto nên là nó mình phải bấm tay hoàn toàn. Nhìn rất là wibu nhỉ. Aira, con này chắc là khống chế à. Thì lúc chiến đấu mình sẽ nhét vào con này vào đúng không? Cái tutorial này kiểu gì cũng vậy này. Đấy. Sẽ hướng dẫn mình bỏ thêm con tướng này vào. Kéo nó ra đằng sau. À đây thì như tướng trị liệu. Đây như tướng trị liệu. Rồi. Ôi, mình nhìn thấy là chúng ta sẽ có khá là nhiều hệ đấy. À, nó tướng sát thương chứ, người sát thương đau lắm mà. Rồi, và phần anh hùng. Trong này chúng ta sẽ có những cái phần có lẽ là nâng cấp cường hóa tướng. Rồi, trang bị này, tăng level này. Mình nghĩ chắc chắn sẽ có tăng sao nữa. Em AFK mà copy với lại là food các kiểu nhức hết cả não lên đấy mà. Con này kiểu giống kiểu chiến binh ấy, mình nghĩ nó là một loại tanker. Chắc chắn nó cũng sẽ phân hệ với đội hình 5 tướng thì năm tướng thì chúng ta có lẽ là nó sẽ mở thêm một số những cái như kiểu là chúng ta setup đội hình ấy, cái hình dạng của đội hình ấy, tạo hình của đội hình. Bây giờ mình đang thuộc ba hệ khác nhau. Đây chúng ta thấy có mấy hệ liền này, 6 hệ. Đấy chắc là đất rồi, hoặc là núi, nên đây mình nghĩ là đất, nước và lửa, gió. Đấy, bên này sẽ có hai hệ đặc biệt là ánh sáng và bóng tối, tôi đoán thế. Có gì chả vậy, mang tướng kiểu sẽ kích hệ đấy, ba hero cùng hệ mới thêm tính. Ui, này nó khá nặng về cái việc các bạn sở hữu các tướng cho nó chuẩn yêu cầu ấy. Mệt phết đấy. Thường thường thì những tựa game dễ hơn thì nó sẽ xét theo kiểu là cái đội hình dạng một tướng cùng hệ, hai tướng cùng hệ hoặc ba tướng cùng hệ sẽ kích. Cái này thì nó yêu cầu khắt hơn rất là nhiều. Ba tướng cùng hệ trở lên nó bắt đầu thấy kích là nghe căng rồi đấy. Này chắc là chưa vượt đủ ải để mở. Bắt đầu mình tưởng con này nó là tướng trị liệu chứ, bởi vì thường thường game đầu cho hay cho thêm một con trị liệu đó, sẽ có một con tanh, một con sát thương, một con trị liệu đấy. Đi tìm nó dễ. Để bỏ qua một cái tân thủ đi. Rồi, Earth Spirit, con này lại tanh cơ chắc rồi. Ngoài cây nấm khổng lồ, đấy, cho con này làm tanh. Ui, nhìn đô rồi ạ, man ạ. Ơi nhưng mà vẫn chưa kích được cái hệ gì à? Con này là hệ gì ta? À, chắc chắn nó là hệ đất rồi. Ừ, vậy là mình có bốn hệ khác nhau rồi đấy. Ui, rồi có một cái khiêng này. Con này đi, mình hay để ý trận đấu thì mình quên bấm nộ, thường thường game nó có auto ấy. Cái này auto phải qua map 6.1 thì sao? Đấy, nó mới mở cái tính năng auto trong trận đấu. À đây rồi. Vừa tăng tốc độ vừa tự động đánh. Nó dễ, đỡ phải điều khiển, mình chỉ cần tập trung nhiều trong trận đấu thôi.
Ok, nó sẽ có phần, ai đây là phần nhiệm vụ các bạn, nhiệm vụ hàng ngày ấy hả? À không, cái này có thể không phải là nhiệm vụ hàng ngày, đây là nhiệm vụ chính tuyến, có nghĩa là nó sẽ tồn tại trong suốt thời gian các bạn chơi game, các bạn sẽ làm những nhiệm vụ này nhận thưởng, và nhiệm vụ hàng ngày nó ở bên này. Đây là nhiệm vụ hàng ngày đấy, mỗi ngày nó sẽ reset làm để nhận quà đó. Ok, lên level luôn. Còn đây là nhiệm vụ gì, nhiệm vụ tuần à, tuần à, đúng không, hàng tuần đúng không? Cái kia nó che mất tôi không nhìn thấy. Thế mày, tôi phải nâng cấp tướng này đã chứ. Wow, đến đến chỗ kia nó sẽ đột phá. Mấy cái đột phá này thì mình nghĩ là nó sẽ giúp cho con tướng nó mở thêm kỹ năng ấy. Tức là một con tướng nó có khoảng 4 5 cái. Ui, đây có khắc khắc hệ rõ ràng luôn này, cái này dễ hiểu này. Nhưng mà kỹ năng của tướng nó đọc ở đâu nhỉ? À đây này. Lên cấp level 41 chúng ta mới mở được thêm một kỹ năng nữa, nhưng mà con này nó có mỗi 3 skill thôi à. 3 skill thì nghe có vẻ hơi toang nhỉ. Thường thường những con tướng mạnh thì mình nghĩ là 4. Chứ kiểu đa dạng hơn, hoặc là đây những con tướng phẩm đầu, hoặc game này nó chỉ có thế. Không phải. Bao này đều thế cả. Đồ giám này á, vượt qua ải rừng sáng thì mới có thể xem được đồ giám, nhưng mà hiện tại tính năng bây giờ đang yêu cầu vượt vượt nhiệm vụ để có thể mở thêm những tính năng trong game. Đây là mình phải đi tranh thủ đi map một tí, tranh thủ đi map một xíu, kiểu cái phong cách đồ họa của game nó lúc vào trận nó đáng yêu, nhìn nó kiểu tạo tạo hình kiểu chibi ấy, nhìn nó đáng yêu. Đấy, còn tạo hình này là tạo hình kiểu của phong cách của phương Tây rồi, phong cách tạo hình của phương Tây. Đấy, nó không phải là của châu Á. Nhìn từ cái con chiến binh các kiểu của nó, hay là các cái nhân vật, hệ thống nhân vật, cung thủ này. Đấy, kiểu phong cách quần áo các kiểu, đồ họa của châu Âu, tạo hình của châu Âu. Đây rồi, mở thêm một tính năng mới rồi, mở thêm một tính năng mới, hội quán. Ai nói trắng giờ gà cha, ai muốn tướng tím này. Đấy, 4 skill ấy. Đấy, những con tướng như này, những con tướng mạnh này, vây nê luôn ạ. Mạnh mạnh mẽ vậy, vây nê luôn, xạ thủ luôn. Này là phải nâng rồi, mới là những con tướng ở kỹ năng nó cao hơn nhiều hơn không nhỉ? Ôi, 4 kỹ năng mới là tướng nên dùng nha các bạn nhá. Tướng có phẩm cao mà kỹ năng thấp thì cũng không không đáng dùng lắm đâu. Tôi sẽ dùng con vây nê này. Đấy, cho một con tanker lên cho nó cứng cứng đi đi, yếu quá gì lại nghe hơi toang. Hết rồi, ok vào trận đi bé ạ. Ôi, chưa gì vào đã có bạn bè à luôn, ai kết bạn với mình đấy? Quà mở server, trời ơi, có cả quà mở server luôn. Ôi, trận này nó vào đánh luôn à? À quên, mình phải bấm vượt ải đã chứ. Đấy là nó đang làm nhiệm vụ để nhận quà AFK. Ừ. Ây, cho vây nê vào. Oài, 4 kill thì nó chắc chắn sẽ bắn ngon hơn rồi. Kỹ năng của nó sẽ xịn sò hơn, nhiều chiêu thức hơn. Thế mà thằng con bé này nó vẫn làm MVP ở mấy cây. Ảo thật đấy. Vào, hiện tại bây giờ đội hình của mình đang là 5 tướng, nhưng mà nó chưa theo một cái hệ gì cả. Theo một hệ cả, nó chưa kích được bất kỳ một cái hệ gì trong game. Đấy. Rồi, bot 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 bot. Đấy. Ô, đặt tên à? Sao đến đây mới cho đặt tên nhỉ? À, mình xem có cái con nào đáng đáng yêu tí không? Nhìn con Husky là nhìn ngon đấy. À, mình sẽ xem anh em thấy không? Nó sẽ tăng rất là nhiều. Tấn công tăng 15% là rất là lớn luôn á. Tấn công tăng 15%, HP 15, 20% này. Bốn con cùng hệ này, hay là ba con cùng cùng hệ nó cũng thế này. Rất là nhiều cái lợi thế tăng. Mỗi tội là mình không có kích được, bởi vì tướng mình đang hơi bị lung tung. Đây có hai con hệ hỏa này. Mình kiếm thêm một con hệ hỏa nữa thay vào thì mình sẽ kích được cái ba và hai khác nhau này, để tăng được rất là nhiều chỉ số luôn. Tí nữa mình xem mình có gacha có hiệu quả nó không, mình cho vào luôn, kích hệ cho nó dễ. Để
Boss này dễ ăn không? Đầu game ấy, đấy hoàn thành chương 1 rồi. Ui, chương 1 xong các bạn được một cái rút X10 ạ. Thế thì tôi rút luôn chứ làm gì nữa. Cho thì lấy thôi. Làm một con tướng tím này. Tướng này tướng bút đúng không? Tướng bút nhưng mà nó thuộc hệ ấy rồi. Nhìn nhìn con này tôi thấy nó giống hệ gió thế. Trời ơi, gió thật ạ. Căng nhỉ, đang muốn tìm một con tướng hệ khác. Ô kìa, đang muốn tìm một con tướng hệ hỏa đưa vào team kích đội cái hợp hợp cái duyên của hệ thì lại ra này đen không khó rồi. Cái này là hơi khó nha, mặc dù nó là một con tướng phẩm cao nhưng mà mình nghĩ đây là môn tướng trị liệu đấy. Mình nghĩ đây là môn tướng trị liệu. Kỹ năng cái nào? 4 4 skill và là một con tướng trị liệu. Nên là mình nghĩ nó sẽ đáng để cho nó đưa đưa con này vào team và mình sẽ đưa thay luôn cho con này. Thay luôn cho con cung này. Đấy. Cửa trang bị. Không biết cái game này nó có tính năng reset không nhỉ? Mình reset lại tài nguyên cái. Đấy, mình sẽ đưa con bé này vào. Ok chưa? Nhanh. Ô, con này không có trang bị đâu. Kiểu trang bị nó theo 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 hệ à? À đây, cởi trang bị, ừ phải cởi ra thì mới có cái mặc chứ. Không, cái này nó trang bị theo kiểu cờ lát hay sao ấy các bạn. Con kia tôi cởi trang bị rồi mà bên này vẫn không có trang bị mặc. Nghĩa là mỗi hệ sẽ có một cái loại kiểu trang bị riêng ấy. Kiểu 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 vậy. Được rồi, không sao, không kiểu là bọn đây là bọn thuộc thể loại cung thủ chẳng hạn ấy, xạ thủ ấy, thì nó sẽ có cái set trang bị riêng của chúng nó. Ở đây thì mình tăng lên đi, tăng lên vào con hệ hỏa lên cho nó trâu. Đây, mình sẽ dùng thêm một con hệ hỏa ngoài nữa, em hiểu hiểu, hiểu ý không? Đưa vào chỉ là kích, đưa vào chỉ là kích. Ok, nào vào trong trận đi. Rồi ok, chúng ta sẽ được sang kiểu mỗi lần đi ải, mỗi lần các bạn hoàn thành ải các bạn sẽ nhận được 10 cái thẻ chiêu mộ ấy. Như vậy là khá là ngon đấy, khá là ngon luôn. Bây giờ sẽ bỏ một con ra lấy một con hệ hỏa đúng không? Ok, mình sẽ bỏ con này ra này, bỏ hệ nước ra này, đưa một con hệ hỏa phẩm thấp vào thì nó sẽ kích được cái hệ, em thấy không? Kích được cái hệ này. Hai con khác hệ đúng mà, à hai con tướng cùng hệ nhưng mà hệ khác. Trời ơi thế thì càng thì hơi càng. Thế thì bỏ con hệ đất này ra thì nghe lại không hợp lý lắm nhỉ. Bỏ đất này ra cho con cung này vào. Này. Nó sẽ được 15% HP 15% công. Đó, dùng thử xem. Chị, con gấu kia mặc dù hệ hỏa nhưng mà thấy là nó hơi yếu. Làm sao tăng 15% tấn công mà nó bút cho con Vayne bắn thì cũng được. Wow, chúng ta có gói nạp đầu à? Đây là gói nạp đầu đúng không? Đúng rồi, nằm gói bất kỳ sẽ nhận được này con Stella, con tướng hệ pháp sư nước. Kiểu nó sẽ set trang bị của nó sẽ chia theo kiểu là tướng pháp sư thì sẽ có một set riêng đúng không? Ơi có cái tặng tặng gì đây, đây là các cái gói nạp ở trong game. Tôi thấy có cái tặng. Từ từ các bạn trẻ từ từ bình tĩnh nào. Tôi thấy có cái tặng 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 cái gì ấy à, gói nạp để tặng. Cái này thì thôi, nạp thì thôi. Đây có mấy cái gói miễn phí chưa nhận này. À đây, à không phải, đây là quà ưu đãi hàng ngày, kiểu gói nạp hàng ngày ấy. Tôi nhìn tôi lại tưởng nó là kiểu đăng nhập 7 ngày. À, có mấy gói miễn phí ấy mình vừa đá qua, sắc quả đơm hết, tài nguyên miễn phí. Ui. À, này, VIP không, chắc là có ưu đãi. Đấy. Ủa? À lên lên phim 1 mới được sở hữu à? Hay là ảo nhỉ? Xem các hoạt động nào. Đăng nhập 7 ngày. Đấy, từ gì tôi sẽ có hoạt động đăng nhập 7 ngày. Kim cương rồi vàng. Này là EXP à? Rồi EXP dùng mới nâng cấp. Ok. Nhận này. Sang ngày thứ hai chúng ta sẽ có quà giá trị hơn đấy. Ngày thứ hai, ngày sau sẽ có tướng đấy. Một con hệ hỏa này, đi xem. Ta nhìn màu ấy chắc hệ hỏa rồi. Hỏa này. À, chúng ta sẽ thấy này,
sát thương vật lý này, hero loại sức mạnh này, đấy, hệ hỏa này, và cái vị trí của nó là chiến sĩ. Kiểu như lúc nãy mình nói các cái phẩm hệ của nó sẽ chia theo kiểu trang bị ấy, bọn chiến sĩ sẽ có trang bị riêng, pháp sư sẽ có trang bị riêng ấy, kiểu kiểu vậy. Thì đấy là lý do này nào mà con bút kia nó không có trang bị của nó. Đây chắc là pháp sư à? À sát thủ, sát thủ. Ngày 2 nó sẽ nhận được. Ơ ngày ngày 2 nó có cả trang bị luôn này. Ngày 3 nhận con này. Ok, sau đó là các vé chiêu mộ ngày 4. Ngày 5 tiếp tục là con Vincent. Cái này chắc là nếu như nó cho cái này thì chúng ta sẽ dễ dàng để nâng cấp ấy. Cái này là người ta gọi là copy. Copy. Dễ dàng là nâng cấp nó. Đăng nhập 7 ngày chắc là dùng con Vincent này thì chắc là dễ nhất. Triệu hồi cuồng điên. Cái này là cái gì? 10 kết quả triệu hồi liên tiếp bất kỳ để gia nhập đội hình của bạn. Có nghĩa là khi mà các bạn vượt ải, các bạn có thể chọn 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 cái slot này để đưa vào trong này. Đấy. Sau đó là các bạn có thể quay ra được. Hoặc là có thể nhận, dùng 1.350 kim cương để chọn kết quả. Ai xa. Kiểu đã bỏ vào xong dùng kim cương để chọn ấy. Chắc là vậy. Ok. Vượt ải để nhận đồ thôi. Đây là các cái gói quà. Các cái gói quà VIP của các kiểu. Đây, mấy gói này là mấy quà nạp thôi. Đấy. Về giao diện của game là như vậy. Còn về tướng thì sao? Đồ giám nó mở rồi. Đây là cái mà mình cũng đang muốn show cho mọi người. À, chúng ta sẽ có sao lại trên này có thần thoại trên này luôn nhỉ? Thần thoại này, sử thi này. Bình thường. Kiểu Legendary với lại là Epic các kiểu nha. Rồi, vậy là tướng thần thoại là phẩm cao nhất trong game này à? Bọn thần thoại này hình như là bọn có 4 skill đúng không? Sako. Zoe á, ơ kìa. Quen thế nhở? Kiểu gì? Là các mình nghĩ là nó sẽ phân theo kiểu skill ấy. Đấy, này sử thi thì nó chỉ có 3 thôi. Bọn bình thường thì chắc chỉ có 2. Đấy, tôi biết nha. Mục tiêu chúng ta sẽ sở hữu những con tướng thuộc thể loại thần thoại. Đúng không? Sẽ tùy từng hệ. Đây chúng ta sẽ có đây có một con hệ bóng tối này. Đúng không? Hệ bóng tối đúng không? Đấy, hệ bóng tối và hệ ánh sáng, hai hệ này khắc chế nhau thôi. Hai con này khắc chế nhau. Vậy chỉ có mỗi hai con hệ này thôi. Hệ thống tướng khác này mình sẽ đưa qua cho mọi người. Hệ thống tướng nhân vật trong game nhé. Trang bị riêng. À, cái này nó như kiểu là thần binh ấy các bạn, nó là một cái trang bị riêng cho từng con tướng, còn cái trang bị kia là nó theo hệ. Nó còn vậy nữa, lắm chuyện nhỉ. Rồi vậy chúng ta sẽ có chỗ để mà kiếm. Ui con bé này Nunu em Panda, trời ơi tanker luôn. Kubova, Sonia, rồi Vayne, con này mình sở hữu rồi. Tutu, nhiều dã man luôn á. Dobe, Vincent là con vừa rồi đúng không? Stella này, con này nạp đầu này. Thường thường những con mà trong cái nạp nạp đầu VIP lắm các bạn. Dùng lúc đầu game rất là dễ. Robert, Mid Fortune. Delete. Design. Buma luôn, có cả Dragon Ball trong này. Anderson. Ôi, tính ra hệ thống tướng thần thoại nó nhiều nhỉ. Đây xuống đây là xuống phần tướng sử thi rồi. Đấy. Nói chung là chúng ta sẽ có những cái phân hệ như vậy, tổng cộng là sẽ có 6 hệ, 6 class, 6 class khác nhau và khắc chế tiệm với nhau. Đấy. Ở nhóm bạn 4 class đầu thì khắc chế nhau này, còn hai class này sẽ là hai class đặc biệt, nó sẽ khắc chế nhau riêng. Kiểu như vậy, một tính năng khá là quen thuộc và mình thấy là nó đa phần là nó phổ biến ở trong các cái dòng game thuộc thể loại là idle AFK. Ok, có lẽ là video review mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Nếu như anh em thích tựa game này thì có thể xuống phần mô tả video, mình để link ở đấy cho mọi người. Anh em để xuống đấy để tải game giúp mình. Ngoài ra thì mình để cả link fanpage cũng như là group ở dưới phần mô tả. Anh em có thể tham gia vào group để có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cùng với các anh em trong đó. Hoặc là follow cái fanpage của game để có thể nắm rõ được các cái event hoạt động ở trong game cũng như là các cái gói ưu đãi, phần quà in game out game kiểu cốt cùng các kiểu ở trong game nhá. Rồi còn bây giờ có lẽ mình xin phép kết thúc video ở đây thôi. Xin chào lại anh em cảm chờ tiếp theo. Bye bye mọi người.
also misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.